Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì chúng ta gần lên lớp 5 rồi các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi làm nhiệm vụ, đó chính là đi thu hoạch những chiếc búp nha. Đây. Wow, độ may mắn của mình hình như không khá cho lắm. Mới vào thu hoạch mà chả ra được cái búp nào luôn. Và chúng ta còn phải đi thu vàng cũng như là để đi kiếm điểm mà chơi cái sự kiện mé bên kia nha các bạn. À, những điểm coin màu xanh hiện ra đó là anh em giúp anh em mình đó là có thể kiếm thêm điểm mà quậy. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nào. Ui cha cha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào đến một cái khu vực, đó chính là khu vực list. Và hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem về những em đẳng cấp rồng rất là VIP. Và quan trọng hơn là bộ ba những chiếc sừng to chà bá luôn. Ok. Ở đây là có ba em nha các bạn. Một là Xin Dâu với cái bộ sừng vô cùng ấn tượng luôn. Cái sừng mà nó bự muốn bằng cái mình luôn á các bạn ơi. Thôi ôi, mình con rồng khác chứ không phải con rồng này. Con rồng này nó mập ú á. Đây, gọi là bộ ba sừng vô cùng to bự. Wow, một hit bằng ai quốc luôn, ba con. Khá là ấn tượng với màn chào sân như vậy. Và bây giờ nãy là dứt điểm luôn các em đẳng cấp là Heric đến từ tên bạn. Quá lợi hại luôn đúng không nào. Và một cái bộ sừng gọi là nhìn cũng khá là đẹp, cũng như là to chà bá. Gọi là cái sừng này nó to hơn cái đầu nha các bạn. Cái con này không biết nó ra sao nhưng mà mình thấy rõ ràng luôn. Cái sừng nó bự, gọi là hai cái cộng lại là hơn cái đầu. Ôi cha, như vậy thì đẳng cấp Heric của chúng ta màu xanh của rừng. Gọi là bà mẹ thiên nhiên. Bonjour, level 38. Aha, với thành viên này thì chắc phải xài tới chiêu cũ thôi. Còn cái sừng của con trâu này thì nó còn bá đạo dữ nữa. Cái sừng người ta mọc ở trên đầu, còn cái này nó mọc ở trên lưng nó mới ghê đó chứ. Thiệt là khâm phục quá đi. Bật cái chế độ sinh tồn lên và cho chú ấy tự sinh tự diệt luôn. Victory. Và bây giờ anh em mình lại ra ngoài và đi thu hoạch nha. Ui chà, được một cái búp các bạn à. Cuối cùng thì bé búp cũng đã chịu hiện ra. Hiện tại mình đang có 7/12. Và anh em chúng ta cần rồi, nỗ lực xíu nào. Bây giờ mình vào lại vào cái khu vực list và mình review lại cho các bạn xem nữa. Ở đây đó thì những cái con này là đã nhờ được một bạn. Đó là cái bạn nào quên mất tiêu cái tên rồi. Bạn ấy comment là anh ơi, anh hãy làm về những con rồng có cái bộ sừng đẹp nhất đi. Ok, và hai anh T đã thấy như vậy cũng hay hay. Cuối cùng thì mình đã quyết định đó là mình lôi cái những con rồng mà có cái sừng gọi là ấn tượng nhất luôn. Ui cha. Bé này đó thì mình đam chắc không có thấm bao nhiêu. Cái này chắc mình cho cái con này ra trước nha các bạn. Wow, hạ gục luôn hả men. Hơi căng rồi nha. Tên bạn hiện tại là level 90-96 các bạn à. Ừ, con này mà nó đam với mình là mình tắt thở luôn á. Ca này để chắc ăn là mình bật luôn cái chế độ sinh tồn lên. Đẩy cái chiêu gọi là đam to nhất để chiến các bạn à. Rồi, và đây sẽ là sức mạnh của bé trâu xin tiên dâu. Với một cái bộ sừng vô cùng chắc chắn. Và đây là bà mẹ thiên nhiên. Ôi chà. Sao ai cha, bà mẹ thiên nhiên mạnh phết luôn. Chiến đấu còn có chút xíu máu nhưng mà vẫn đấu rất là ngoan cường. Ôi thợ, mình đang cần búp mà mình múa quái chừng luôn, không cho ra cái búp nào. Tiếp tục nào, bây giờ anh em mình lại vào cái khu vực đây, thay đổi bầu không khí một chút xíu, đi qua đây lượn nhẹ cái. Thành viên tên bạn level 35. Mình đang hết thức ăn, mình có thức ăn mình cho con Zimmer này lên 40 luôn á. Ôi cha, bé trâu ôi sao bé trâu nó lại mạnh hơn cái con Godzilla hả ta. Chữ nghĩa cao hơn một chút xíu. Rồi, chơi luôn. Tăng độ khó cho game lên một chút xíu nào. Wow, bây giờ thì cho các bạn thấy sức mạnh của bé rồng tối thượng nha. Mặc dù level 30 thôi nhưng mà đam cũng khá là cao. Dứt đếm không thành công. Như vậy thì mình sẽ cho các bé trâu ra. Với tình huống lần này quất ba con một lúc luôn nè. What?
không đủ đau các bạn à. Cay dễ sợ. Thời biết vậy xài một chiêu là được rồi, xài chi cái chiêu đó không biết nữa. Rồi bây giờ nó quýnh mình gọi là sức bất sang ban luôn rồi. À, Jules, bạn này thì khá đẹp. Bạn khá là đẹp nhưng mà đẹp không phải là tất cả nha. Ui cha, 14 hả? Chiêu nào mà gọi là mạnh nhất của mình đâu rồi. Lên đây. Victory. Trận này anh em mình giành được chiến thắng và không phải mất bất kỳ con rồng nào. Wow. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục ra thu hoạch ra nào. Được búp rồi các bạn ơi. Wow. Thấy búp mà nó còn hơn thấy vàng nữa. Lâu lâu nó mới lòi ra được một cái. À đây chúng ta còn khoảng 3 cái búp nữa. Chuyện nhỏ ấy mà. Anh em mình sắp lên lớp 5 rồi các bạn ơi. Sắp lên được một cái tầm cao mới rồi. Wow, em này hơi căng nha. Match chữ A cộng rồi nè. Nếu mà thích thì mình bật cái khiên lên mình chích bạn luôn. Chích chưa cái khiên 20 phút nữa nó mới ra. Rồi, chơi thì chơi, sợ gì. Chiến luôn. À, 40 mấy ngàn máu các bạn à. Rồi, mình sẽ cho thành viên nữa chứ là rồng tối thượng lao ra để căng tem. 12, tem bạn 14, chơi luôn. Wow, tên bạn đang còn 26 máu. Giờ chắc phải nhờ đến sự xuất hiện của bé Citin đi ha. Wow, 15 ngàn luôn các bạn ơi. Con này nó quýnh căng ghê. À, 15, ráng hút đại vài ngàn máu lên nha man. Hút máu lên. What? Hút gì ít vậy? Trời ơi. Ráng một chút xíu thôi là người ta đập chú không có chết rồi. Chứ là chú ráng yếu quá rồi. Ây, tên bạn đang được đam với mình luôn các bạn ơi. Đây là cái con rồng lửa. Các bạn thấy nó vậy thôi chứ nó mạnh ớn lắm luôn á. Lên đơn. What? Còn có chút xíu máu mà nó trâu. Thôi ơi, sai quá sai. Không cẩn thận dáng này quýnh không ăn người ta luôn rồi. Thôi ơi, nó quýnh luôn hai con rồi một lúc. Cái con này lại không có chiêu được đam. Quyết định sai lầm của HNT khi mà cho bé Zimmer lao ra cưa tên bạn. À và mình đã lên được một cái bậc mới các bạn à. Sau một cái khoảng thời gian vất vả gian lao thì anh em chúng ta đã leo lên một cái tầm cao mới rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ra tiếp tục thu hoạch nha. Búp đâu rồi? Một cái. Sẽ được có cái búp vậy. Thôi tốn 5 viên game đi các bạn ơi. Búp này thu hoạch đúng lâu luôn. Wow, và chúng ta đã đến lượt lớp 5. Món quà là một chiếc rương. Vừng ơi mở ra. Trời ơi. À bữa trước quên nữa các bạn nữa. Mình đã mở chiếc rương và mình nhận được một cái con đẳng cấp Legend luôn các bạn. Rất là đã nha. Rồi ở đây đó thì hiện tại đó là mình còn phải có 6 cái cành cây. 6 cành cây này là các bạn còn phải like theo cái kiểu đây. Ủa, quả trứng này phải bỏ bớt ra mới được. Xèo. Đó. Đây. Đó, các bạn thấy một cành cây nhảy ra chưa? Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục nha. Nhưng mà lần này mình đi like những cái con rồng đất lại với nhau nha các bạn. Các bạn hãy like những con đất lại với nhau thì nó mới ra. Và khi mà nó ra như vậy thì chúng ta sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Ui trời, level 1 không à. Những con rồng đất á là các bạn muốn được like là phải cho nó lên trên level 4 nha. Level 3 là nó sẽ không cho mình like đâu. Đây, hai con. Rồi. Đó, anh em chỉ cần like những con đất lại với nhau thôi. Ôi cha. Đây rồi. Một con đất nữa. Đó. Rồi, những con này các bạn cho nó yêu nhau thì nó sẽ cho ra một cái cành cây. À, cho ra cành cây nha. Hiện tại mình đang nằm ở hạng 3 nha các bạn. Đây, lớp 5, hạng 3. Rồi, mình sẽ cố gắng mình leo lên trên đây. À, bạn này, bạn đứng đầu là lớp 6 hả? Mình này, mong rằng độ khó cũng không cao lắm. Chúng ta sẽ bán thêm một cái em nữa đi. Đây. Đó, để cho có hai chỗ. Ôi trời, thiếu nữa rồi. Bán luôn bạn này đi. Rồi. Đó. Để thả lần ra mình thả được hai cái nha. Và các bạn phải like nhiều lần nó mới ra chứ đâu không phải là các bạn like một lần nha mọi người. Đây là kinh nghiệm mà mình chơi và mình chia sẻ với các bạn luôn. Rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào lại cái khu vực list. Ở đây thì mình còn được một trận ha. Ở đây còn gẹo được một trận nữa. Tới luôn. Và còn cái hòn đảo nhỏ của mình nữa các bạn. Hôm nay thì hình như anh em mình sẽ thả ra được một cái con rồng mới.
Rồi, 10, ui cha 13 hả? Sức mạnh của bà mẹ thiên nhiên thì dư sức để cân chú rồi. Light Star. Wow, con này hả? Đây, cho bé trâu ra đi. Gọi là hai bé với bộ sừng vô cùng đẹp luôn. Ba bé chứ, trời ơi, tính ra là ba con luôn các bạn. Gọi là cái sừng độc và lạ nhất ở đây đó chính là sừng của bé trâu. Sừng gắn trên lưng, chẻ ra hai cái mũi khoan luôn. Sừng người ta là dùng để hút, còn sừng chú ấy là dùng để khoan các bạn à. Nó là nó cân tèm luôn á. Cái chiêu đến từ sâu xì tiền dâu, một mình bạn ấy không làm được điều gì. Rồi, trở lại tới bé trâu nè. Đó, tay bạn còn khoảng 11.000. Bật cái chế độ hút máu để pháp lên. U, trời ơi, lượng máu của bé trâu mình chỉ còn vốn vẹn có chút xíu à. Ôi cha, trời ơi, hút máu là được miếng. Chờ mấy con hút máu này cũng vui vui các bạn à. Rồi, cuối cùng thì bé trâu của tay mình đã rồi, win nhẹ. Lượng máu mặc dù còn có chút xíu nhưng mà vẫn win được. Đây, anh em sẽ phải bán vô đây các bạn bán nha. Chứ để trong đây là nó rất là chiếm chỗ luôn. Rồi, đó, anh em có việc thả ra. Ôi trời, lít nhầm vô đây rồi. Rồi, các bạn lại tiếp tục like nữa nha. Khi nào mà nó ra cành cây thì thôi. Cần phải có tới 6 cành cây nữa. Nói chung là cũng khá là nhiều á. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào tới cái hòn đảo nhỏ bé của mình. Và anh em ơi, ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh nha. Và đừng quên mở thông báo hình cái chuông lên nữa. Để khi mà HNT ra video hoặc là livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Lịch ra video của mình vẫn như thường lệ là vào lượt 11 giờ trưa và 5 giờ chiều là 20 giờ cố định luôn. À. Rồi, hiện tại đó thì chúng ta còn phải đi thu hoạch đây. 700 mấy. Wow, mình thu hoạch có chút xíu lên 6.000 mấy rồi hả? Căng dữ. Wow, 8.000 luôn các bạn ơi. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ xem thử nào. Wow, các bạn thấy cái bé này có đẹp hay không? Mình nói là mình đã có thể đưa bé này ra rồi nè. Rất là tuyệt vời luôn đúng không nào? Một nhân vật khá là đặc biệt đưa ra. À, chú ấy ở ngôi nhà này. Thì ra là vậy. Đó, mình là mình thích bạn rồi đó nha. Và nhân vật tiếp theo mà chúng ta sẽ đưa ra. Wow, tốn tới 6 viên này lận. Ca này có bộ hơi căng nha các bạn. Ở đây là nó có cái danh sách sẵn nè. Các bạn còn phải có được những viên đá này mới lấy ra được con tiếp theo. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái viên này trước nha. Ở đây là cần phải 6 viên các bạn. Rồi, 5 6. Ok, xanh được một em. Bây giờ tới đá xanh đi ha. Đá xanh. Đá xanh thì chúng ta sẽ ghép ra cái viên này. Rồi, 3 viên nha các bạn. 2 3. Rồi, bây giờ mình sẽ đến đá cam ha. Đá cam. Rồi, đá cam được giác quá. 700 một viên luôn, khá là mắc. Đâu rồi? Đây, 2 viên. Wow, con đá đỏ này hơi bị đúng mắt luôn rồi các bạn ơi. Ôi, đá đỏ ghép phát tốn 1.000 mấy luôn á. Rồi, đây chúng ta lại tiếp tục nha. Tới 4 cái lần. 2 3. 2 là được, không lên ở 3 luôn. Wow, là mình hết điểm rồi cho nên mình không thể ghép được. Chắc có lẽ là phải tập sau ha. Và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi. Và hai anh ta xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha. Các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.